Và xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh của em. Em tên là Hùng. Đây là số điện thoại của em và đây là số tài khoản của em. Em có hai hình thức mua bán, một là các bác chuyển khoản cho em thì em sẽ bao ship cho các bác. Còn các bác ship COD nhận hàng trả tiền thì các bác phải chịu cái tiền ship. Còn những ai mà ở xa mà hàng nó nặng mà nâng cái giá tiền hàng nó lên cao quá thì các bác cứ nói em sẽ hỗ trợ cho các bác. Ví dụ như hết 100.000 thì em hỗ trợ cho bác 30.000 hoặc 20.000 hoặc 40.000 tiền ship. Đấy, các bác chịu 2 phần hoặc là 100 thì các bác chịu 70, em 30 hoặc là 5 năm cũng được. Tùy những cái món hàng. Đấy. Còn cái thứ hai là những cái đơn hàng mà nhỏ nhỏ nó nhiều khi em không tính tiền ship. Thật sự, nhiều lúc em không tính tiền ship cho các bác. Nhiều cái đơn hàng lớn cũng thế. Và những cái người mà mới lấy hàng của em đầu tiên ấy, thật sự em rất là yêu ái luôn. Những cái đơn hàng mà các bác gọi điện cho em, các bác chốt đấy, em không bao giờ em bán cho ai nữa. Em gửi cho các bác nhưng bù lại có nhiều bác không lấy hàng và có nhiều bác chê, và có nhiều bác thì chốt để đó, hôm hay hôm sau thì báo không lấy nữa. Đấy, những cái trường hợp như thế thì các bác hết sức rút kinh nghiệm. Đấy, các bác xem cho nó kỹ trước khi các bác mua một cái gì đó, các bác xem mình dùng cái đó vô cái việc gì, cái mục đích gì. Đấy, quan trọng là phải dùng được. Đắt rẻ không thành vấn đề nhưng phải dùng được. Dùng đúng việc, đúng mục đích của mình. Rồi. Cái tuần vừa rồi đó thì các bác ủng hộ cho em rất nhiều. Công nhận dạo này em cứ đăng lên là hết. Đó, nhưng cũng hơi buồn. Vì cái tuần vừa rồi em bị nhầm khá nhiều. Tại vì tuần vừa rồi là em làm ở trên máy tính thì em đang còn sai số nhiều lắm, sai sót. Cái thứ nhất là ví dụ như có nhiều cái đơn hàng là chuyển khoản cho em rồi, bao ship em vẫn lấy tiền. Đấy, hoặc là em bảo bao ship nhưng em vẫn lấy tiền ship. Đấy thì các bác đã gọi điện cho em. Em nói thật, nhiều lúc nó lu bu thôi. Mình quên không di chuột vô cái chỗ mà thu hộ hay là không thu hộ. Đấy, chẳng hạn như cái đơn hàng 430.000 em mất rồi nhá. Với một cái lưu A số 11 em mất luôn nhá. Đó, với đấy gọi điện bây giờ là không nhấc máy luôn. Để các bác biết rồi đấy, bán có được bao nhiêu đâu. Bán cả một cái lô hàng như thế này không biết có lời được cái liwa nữa không đó, mà bây giờ gọi điện thì không nhấc máy rồi. Ok. thì thôi, cũng chả phải phàn nàn lắm, gì có người nọ người kia, làm sao mà sống cho trọn vẹn được. Thì thôi, ai mà theo dõi kênh của em ấy, mà cảm thấy mà yêu quý em ấy, thì ủng hộ cho em, hoặc xem thôi cũng được, chả cần phải ủng hộ cũng được, cho em xin một like rồi thế thôi. Thì em vào vấn đề chính luôn. Đây, hôm nay em có rất nhiều nhưng mà đa phần là về motor. Đấy, motor. Motor thì có nhiều kiểu motor, có nhiều dạng motor. Motor kéo, motor để làm quạt, nhưng mà đa số là em dùng mục đích là motor kéo và làm quạt. Chủ yếu là làm quạt. Đó. Rồi, ok. Em vào số 1 luôn các bác nhá. Đây, số 1 là 4 con này. Bốn con. Bốn con này em bán số 1 là một số 1 là 200 các bác nhá. Số 1 200k. Giờ tới số 2. Số 2 là bốn con như thế này các bác ạ. Đây. Bốn con như thế này. Mấy cái này em chả biết dùng cái kiểu gì này. Rồi, đây là số 2. Số 2, 200k các bác nhé. Đây, bốn em. Ok. Số 3. Số 3 thì được 5 em, tại vì hai em này hơi cũ. À. Rồi. 5 con các bác nhá. Rồi, số 3.
200k. Đấy, cái này bác nào làm xưởng xiếc ấy, thì nên mua, mua để đó cũng được. Lúc nào có công việc thì dùng. Đây, hôm qua tình hình là cái con này này là 4.5 VA, hắn là LS cái gì 500 đó. Hắn cùng hãng với con này đây. Đây, hắn cùng hãng con này. Con này là 3.0. Còn con này là 4.5 đây. Thì hôm qua em đấu cái motor 3 pha này. Thế là em nhấn lâu quá mà đây là cái dây quạt này. Mà nó lại không có cái nhôm tản nhiệt dưới đây. Thế là em nhấn lâu quá. Thì cái hãng này là nó dùng chung một cái mặt đồng hồ là được mà. Để em giật cái mặt này. Đây, thì hôm qua em cài cái thông số. Em cài thì nói thật là em mới xem sơ sơ thôi. Em cài nó chưa được. Em không biết cài, em nhấn lung tung. Nó chắc nóng quá. Nóng quá thì bắt đầu là nó... Đây, em cho các bác xem nó bị cái gì. Đây. Tức là hôm qua em nhấn trên đây này là nó đang còn hiện lên. Hiện lên các chức năng, nhấn xuống là nó cũng hiện lên các chức năng. Thế là nóng quá, thế là em chả biết sao bây giờ nó cứ nhìn thế này, cứ nháy thế này thôi. Đó. Một con này. Con này hôm trước là em bán 1.2 triệu đây. Phí của trời. Hắn là đang xài được đấy nhưng mà không có cái nhôm tản nhiệt, hôm trước là không có cái đồng hồ. Đó, khổ thế này. Thế có đồng hồ thì em bán xong lâu rồi, có cái đồng hồ thì em bán xong lâu rồi. Thế là em lại vừa mới lấy được cái con này có cái đồng hồ đây. Thì con này thì nó lại cũng như con đó luôn, tức là nó nháy như y chang như thế thôi. Con này này. Đây. Đây. Đấy, con này là 3.0 KVA. Cái này em bán cho thợ nhá. Cái này em bảo đảm các bác về các bác sửa bán là có lời. Đây hai con. Và cuối cùng là con này. Con này thì em không biết là của cái gì. Đây. Đó. Đó, để margin là ra ban rồi này. Đó. Nhưng mà em không hiểu là cái gì đấy. Nó dùng cho cái gì? Nó cắm kiểu gì? Nhưng mà em cắm cái chỗ mà RL1 này với TL3 này. Em cắm giống như mấy cái con kia thì không thấy báo đèn báo điếc gì cả. Không biết có phải là cắm sai hay không, hay là nó phải dùng điện 3 pha hay như thế nào đó thì em không biết. Đấy thì em bán bây giờ ba con này như thế này này cho các bác mua về để sửa này. Đấy, bằng đúng một cái mặt đồng hồ luôn. Rồi. Em bán ba con thế này bằng đúng một cái mặt đồng hồ. Mặt đồng hồ em hỏi là em bán đúng 1 triệu. Bây giờ em bán ba con như thế này 1 triệu. Đó, cho các bác về các bác sửa. Em lỗ vỡ mặt thớt ra. Chỉ vì cái là không biết nhấn thì nhấn nó cứ đơ ra. Chả biết nó nóng quá bị hay là như thế nào nữa. Đây là số 4 này. Số 4 em bán là 1 triệu này. 1 triệu cho ba con bác nhá. Đó, 1 triệu cho ba cái này. Đó. Các bác đầu tư cái vụ này 100% là có lời. Đó là em nói thật. Con này của nó là 4.5 KVA này. Đó, nhưng mà nó không có cái nhôm tản nhiệt và không có bổ vỏ. Đó. Hôm nọ có một người giá em 1 triệu em không bán. Em bảo đúng 1.2 triệu tại vì em mua là tính ra là em mua con này với hai con kia em mua là 4 triệu mà em mới bán được có 3.2 triệu. Số 4 1 triệu. Giờ tới số 5. Số 5 là 4 cái bóng đèn. 4 cái bóng đèn đang mới các bác nhá. Đây. Có cái to cái nhỏ. Đó. Rồi, 4 cái bóng đèn. Đây là số 5 này. Bán 4 bóng đèn này là 100 này. Thôi 5 cái đi. 5 cái các bác nhá. Để em bỏ thêm cái này. Là 5 cái đi. 5 cái bóng nhá. Em ghi hẳn đây là 5 bóng này. 5 bóng. Đấy.
Thì các bác mà lấy thì em cứ 120 em bao ship luôn cho các bác, 120 năm cái. Còn nói thật với các bác, 100 mà các bác chuyển khoản thì em cũng không bao ship đâu. 100 mà bao ship thì mất 40.000 rồi còn được 60.000 nữa thì em ăn cái gì. Rồi. À, đây là số 6 các bác nha, số 6 là 5 cái đèn. 5 cái đèn này, một cái mất chóa này. Đây. Em đang cột lại cho nó gọn. Đang sáng cả đấy các bác nha. Em phải cắm đè đúng cái không có ấy để mà cắm gì. Cái ổ nó hơi bị lỏng nên nháy nháy. Không có chóa để cắm. Ê mày ác. Đây, đây có chóa đây. Rồi ok. Bán 5 con này 200 các bác nha. Ở đây là số 6 này. 200k này. Giờ tới số 7. Đây, số 7 là một con motor này khá nặng. Con này là trong cái máy rung. Máy rung cho chị em phụ nữ tập lắc eo lắc yếc ấy. Đấy, thì các bác về các bác thích thì các bác lấy cái motor bên trong. Nó motor bên trong nó y như cái motor máy giặt nhưng mà nó có hai đầu. Đó, nó nặng, nặng y như motor máy giặt luôn. Đấy. Đang còn tắt mở đây. À không thì về các bác làm cái máy rung cho các chị. Đó. Rồi ok. Mà không thì về chế cái máy mài hai đá. Rồi, đây là con số 7. Em bán với giá là 300k. Điện 220 các bác nhá. Nãy giờ là em test điện 220 cả đấy. Mấy cái bóng kiện điện 220. Con này thì nó khá nặng. Rồi, giờ đến số 7. Rồi, số 7 là hai cái đầu quạt trần. Loại này là loại xịn đó các bác nhá, hắn có nhiều loại lắm đấy. Loại này trăm mấy này, trăm mấy có loại 200 mấy này. Đó, quay hơi bị tít luôn. Ở trên đây có cái công tắc bác nhá. Đó, điện 220 nhá. Các bác cứ về cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đó. Em bán một cặp như thế này là 150.000 bao ship. Thì tính ra nó chỉ còn có khoảng em coi nào. Bao ship đi thì nó chỉ còn khoảng được 150.000 đúng không? Đây là số 8 này, 150 này. Bao ship nhá. Thì nó tầm khoảng 120, 120 gì đấy. Rồi. Số 8 điện 220 các bác nhá. Hai cái đầu quạt trần mini. Rồi, giờ đến số 9. Đây. Số 9 thì cái bác nào mà mua hai đầu. Bác nào mua hai đầu. Hai đầu thì em bán với giá là 250k, 100% là đồng các bác nhá. Đấy. Rồi, em sẽ vặn cái này vô cho bác và cho các bác một cái này. Đó, cái này các bác nên nhớ là ở trong nó làm bằng gen đồng luôn. Nên khá bền. Em bán lẻ là 150k. Thì bây giờ em cứ viết như thế này. Em đây là số 9 đi. Số 9 này. Số 9 này, 150k này. Cho một đầu này. Cho một cái này. Đó, số 9 này. Thì
Em gửi luôn cho các bác bộ số nhá. Đấy, các bác về những cái quạt mà các bác mua lỡ mà bằng nhôm rồi mà nó cháy á, thì các bác về các bác thay cái đầu quạt này, chứ các bác bán sắt vụn cái chân quạt với cái đầu quạt đó chỉ được 20.000 thôi. Đó, tại vì cái giá nhôm nó rất chi là rẻ mà nó nhẹ như bông ấy. Đó, các bác mà mua cái quạt mà 200 với hơn 200 với là 300 nhiều khi cũng dính là quạt nhôm luôn. Đấy. Đây thì em test cho các bác xem. Ồ, cái này nó đứt mất cái dây đây rồi. Để thì em hàn cái dây vào. Đây này, nó đứt cái dây đây này. Để riêng ra cắm cái mỏ hàn của cái là xong luôn. Thôi lại quên mất. Đây, tí nữa cắm cái mỏ hàn vào. Ở đây, em test tạm cho các bác xem nhá. Đấy, các bác thấy không? Quay êm ru luôn. Không rung không lắc luôn. Đó. Rồi, con số 9 này 150k. Rồi, con này để riêng ra để tí em chấm cái mỏ hàn luôn. Số 9 150k. Ở đây là số 10. Số 10 là một cặp. Ôi giời. Số 10 là một cặp như thế này các bác nhá. Đây, cũng có số xiếc luôn nhá. Đây. Kẹp. Tại vì em test là em bật số để em test, cho nên là cái nào chạy là em để số đó luôn. Bây giờ em test là nó chạy luôn. Đó, các bác thấy không? Đây, em dán tí giấy vào cho các bác nhìn nha. Đó, thì các bác về đừng có vội bán cái quạt mà hư đi. Đấy, các bác về các bác thay cái quạt này vô cho em. Đó. Chứ bán sắt vụn cái quạt ấy chỉ được có 20.000 là cao. Cân ăn cân sằng sắt luôn mà. Đó. Đây là số 10 này. Số 10 là em bán với giá là 270k. Đó, 270k các bác nhá, cho một cặp như thế này luôn. Đó, 270k cho một cặp như thế này luôn. Rồi ok. Đồng 100% các bác nhá. Rồi giờ đến số 12. Đây, số 12. Số 12 bây giờ em mới nói mấy cái con motor này cho các bác xem cái hiệu quả của nó. Các bác về chế cái gì thì nó hợp lý. Cái loại này á thì các bác về các bác chế cái quạt này nhìn nó làm rất chi là xịn sò luôn. Đấy, các bác thấy không? Đó, một cái con motor đạt tiêu chuẩn là nó phải được như thế này. Đấy, các bác thấy không? Đây, đây là cái cao su của nó. Chống rung chống giật. Đó. Cốt 8 và cốt 10. Đây, em sẽ test cho các bác. Đây em mới đấu tạm thôi. Tí nữa em mới em đi đấu dây đấu giếc lại rồi em hàn tụ hàn tiếc lại cho nó đàng hoàng. Tại vì cái này cũng mới lấy về thôi. Đó, các bác thấy không? Chạy rất chi là êm luôn. Cái này là nó nằm ở những cái điều hòa. Đó, thông thường là những cái điều hòa xịn thì nó với những cái con motor như thế này. Đó, hắn là trong cái cục nóng đó, cho nên là nó chịu nhiệt rất chi là tốt. Đó, ngay cả cái sơn mà sơn cách điện của nó cũng được chịu được nhiệt. Chịu nhiệt rất tốt, tại vì ở trong cục nóng bao giờ nó cũng nóng mà, lúc nào nó cũng nóng mà mập mập. Đó, nên các bác mua những cái con motor này rất chi là hợp lý. Các bác về các bác chế quạt. Các bác chỉ mua một cái cánh quạt là thôi. Đó, các bác làm một cái quạt hơi nước. Giống như hôm trước em quay cái quạt của em lên đấy. Đó đang chạy đó, các bác nghe thấy ồn ồn không? Là nó đó. Này nó bị vướng cái giấy của cái cánh á, đâm nó cứ kêu. Rồi đây là số 12.
Số 12 em bán với giá là 250k. 250k một con motor như thế này. Bác xem. Không có cái gì mà gọi là đắt cả. Đó, các bác xem ta làm. Đó. Rất đẹp. Rồi số 12. Em rất thích motor các bạn. Đây là con số 13. À, số 12 em chưa cho các bác xem cái công suất của em nó. Để em lấy lên em cho các bác xem lại. Đây, đây là cái tem của nó. Ở đây nó có cái sơ đồ đấu dây đấy, các bác nhìn thấy không? Đó. Thì nó có hai chiều, chiều thuận chiều ấy thì ở đây. Ở đây em để bốn cái sợi dây này. Đấy, các bác cắm đen vàng hay là đen xanh hay là như thế nào đấy, là nó các bác về các bác mọ là nó quay thuận, quay ngược, quay xuôi. Đấy, đây là em đang cắm là đen xanh này. Đen xanh là nó quay như thế này. Còn em cắm vàng trắng xem nào. Rồi, vàng trắng là nó quay lại như thế này. Đây. Đen xanh này. Đấy, đen xanh thì nó lại quay ngược lại. Đó, các bác nhớ nhá. Đây, em buộc lại gì cho các bác luôn này. Như thế này. Đó. Và cặp này như thế này. Con này khá đẹp các bác ạ. Nhận cái lô motor này em lấy đẹp lắm. Đó, bốn chân của nó này. Đó, thấy đẹp không? Rồi, ok. Con này là số 13. 13 em bán với giá là 270k. Đây, con 12 các bác xem cái thông số. Ba mươi watt các bác ạ. Rồi. Giờ đến con số 14 là một cái con quạt sò. Đây, cái này thì các bác về các bác chế để làm quạt thổi bếp là một này. Nhà ai nướng gà nướng vịt là hai này. Đó. Thổi gió thổi giếc ấy thì cực tốt. Mà không nữa thì các bác cắt bớt đi, các bác làm cho em hai viên đá mài hai bên, làm đá mài, làm máy mài mini. Nói chung là cái motor này dễ chế. Motor thì thông thường em bán là em chọn dây đồng. Dây đồng em mua nó cao. Dây nhôm là nó rẻ. Rẻ em không mua. Đó, các bác thấy chạy lâu không? Đó, gió đó. Gió xung quanh. Nếu mà khi các bác làm một cái vòng tròn như thế này, các bác để một cái lỗ ra thì gió lúc đó sẽ tập trung về một cái lỗ. Rồi, ok. Con này công suất của nó là 40W các bác nhé. Điện 220 luôn. Rồi, con này là con số 14. Bán với giá là 300k. Thường mấy quạt sò này em mua đắt. Mua giá nó hơi cao. Nên là bán nó cao. Rồi. Đây là con 15. Các bác nhìn con motor của nó này. Nguyên con motor không đã thấy đáng giá rồi. Đây, một cái cánh, đúng cánh nhựa nha, nhựa nhưng mà nhựa cứng đấy. Đây. Cái này ở nhà ai mà làm cơ khí hay làm cái gì đấy thì các bác về các bác hàn chân hàn chiếc, các bác chế cái quạt đi. Các bác dùng vừa bền mà vừa mát.
bền lắm. Hắn cũng là trong cái cục nóng điều hòa đấy, nhưng mà đây là cái loại to. Sướng không? Em giữ lại, tại vì em chưa vặn ốc chặt. Đây, ở đây có con ốc để vặn đây này, em chưa vặn. À. Rồi, đây là con số 15. Con này thì em bán cả cánh nên là giá nó hơi cao một chút các bác nhá. Thì tính ra thì cũng trả bao nhiêu đâu. Các bác mua về các bác dùng đúng một cái mục đích của các bác thì các bác mới thấy được cái lợi của nó. Đỡ hơn các bác đi mua mấy cái quạt kia, mấy cái đầu quạt lung tung bán 400-500 rồi. Rồi, đây là con số 15. 15 em bán với giá là 450k. Ok, cánh này làm khá dày các bác nhá. Điện 220. Đây là tụ theo nó luôn đây này. Em lấy ra là em tháo máy ra là tụ đang còn ở trong đó luôn. Nên là ăn chuẩn. Ăn không chạy nó không bị nóng. Nó có 12 mi thôi. Qua con số 15 giờ đến số 16. Con này khá nặng các bác ạ. À, con này 60W các bác nhé. Con này thì theo em thì đúng làm cái đá mài, máy mài hai đá thì tuyệt vời luôn. Chuẩn không phải chỉnh luôn. Em lấy tạm cục tụ. Chúng là cái này em test hết rồi. Đấy là muốn test cho các bác xem thôi. Tí này em bán motor cho các bác là em câu tụ câu tiếc đàng hoàng nhá. Các bác về chỉ việc nối dây dài ra rồi chế số chế xiếc vào thôi các bác nhá. Còn em lúc nào em cũng phải là cho nó chạy, em bán cho các bác đến tay các bác là cắm điện vô là nó chạy thôi. Các bác không phải xin tụ, nhiều bác không hiểu lại cho em kỷ niệm em cùng tụ. Đấy. Ok, cái này các bác về làm máy mài hai đá thì đúng tuyệt vời luôn. Nói chung là chế mấy cái này thì nhiều. Cái này để tí em câu tụ câu tiếc đàng hoàng vô. Đúng mi của nó. Tí em đo xem là bao nhiêu để em câu mi. Rồi, đây là con số 16. Con này khá nặng các bác ạ. Này em bán với giá là 350k. Cốt của nó là cốt 12 các bác nhé. Rồi, giờ đến con này quảng cáo rồi. Đúng rồi, con này rồi. À đây, con này là cái quạt này. À. Đấy. Con này thì cũng giống như con 14 300k các bác nhé. Đấy, thì nó cũng có mấy dây, 4 dây đây, dây thuận, dây ngược đây. Tí này em buộc lại cho các bác nhớ. Đây là quạt sò. Mát lắm, nhưng cái là em chưa vặn chặt cái con ốc ở đây lại. Đây, ở đây có con ốc này. Đây các bác nhìn thấy con ốc đâu? Đây này, vặn xiết ốc lại.
Cái cánh này nó chặt luôn. Đó. Rồi. Đây là con 17 các bác nhé. ba trăm k. Con này nó y chang như con 14. Đó. Vôn viếc nó y như con 14 luôn. Đây các bác xem này. Nó cũng 40W. 40W điện 220. Đó, nó có cái bản đồ đấu dây đấy. Rồi. Giờ đến con 18. Đây, 18 là một con motor chân kiềng. Nhôm đúc nguyên khối các bác nha. À, cốt của nó là cốt 10 đấy. Cốt này chế quạt là hợp lý đấy. Nó là 1400 vòng trên phút. Đây là dạng motor kéo. Chạy cực bốc luôn. Rồi, đây số 18. Ba trăm k. Và số 19. Đây, nhân vật chính đây. Con này quá trên cả tuyệt vời luôn. Cốt của nó là cốt 10 ly. Một tô cơ. Đẹp chưa các bác? Công nhận nó là một motor đúng là. Và sao em rất thích motor là như thế. Nhìn nhiều con nó sướng lắm. Nhiều lúc em buồn buồn em ra em cứ cắm motor em chạy đỡ buồn. Đó. Con này là motor kéo các bác nha. Đó là 1400 vòng trên phút đấy. Kéo cực khỏe luôn. Điện 220. Rồi, đây là con 19. Bán với giá là 600k. Con này nó nặng khoảng 7 cân. Ôi giời, 7 hoặc hơn đấy bác ạ. Rồi, ok. Con này quá đẹp luôn. Đồng sợi rất to. Số 19, bây giờ là số 20. Số 20 là một con máy bơm nước. Con này là em coi là bao nhiêu watt nào? 0.37 tức là 370W các bác nha. Đấy. Gió thổi mạnh. Cái dòng đi được cái là nó bơm rất khỏe các bác. Khỏe. Bơm cái lượng nước nó nhiều. Dạo này motor nó cái loại máy nước thì nó ít lắm cho nên là em lấy được ít lắm. Đây là số 20. 380k. Điện 220 các bác nhá. Giờ đến số 21 cũng là máy bơm, nhưng mà con đi thì trên cả tuyệt vời. Nặng 9 cân. À, các bác nhìn cái lượn lượn này nó ăn tiền này, này. Đây. Con này mới của nó khá đắt đấy các bác ạ. Khá đắt, 200W.
Đây cái nắp nhựa của nó đây. Đó. Thôi để em tháo ra để cắm cho các bác xem. Đang còn nước mà, nhà ta đang dùng đấy chứ. Con này đẹp. Con này giá mới của nó là khá đắt các bác nhá. Này trên mạng nó bán cũng chạy hàng lắm đây này. Này các bác nhìn cái đầu của nó này. Đâu ra đó luôn. Rồi, con này là con 22. Con này em bán với giá là 700k. Tại vì nó nặng lắm các bác ạ. Tiền ship không mất 100 bạc rồi. Đó là đang tính chưa gọi là tính xa nữa đấy. Rồi, số 22. Giờ tới số 23. 23 là một con motor. Con này chắc 3 kW. Motor 3 pha. Con này 3 pha, hắn là của hãng cái gì nhỉ? Đây là cái gì đấy? Nhưng mà em chỉ test cho nó chạy thôi, còn ở trong dây đang còn mới lắm các bác nhá. Đó, dây ở trong đang còn cực đẹp luôn. Ở đây em cắm điện 1 pha để cho nó gằn lên cho các bác biết là nó đang còn hoạt động. Đó. Cái này á, người ta có thể đấu nguồn, đấu tụ thành 1 pha cũng được. Sao? Không sao hết. Con này nặng 27 cân các bác nhá. Đó. Hàng khủng đấy. Con này là gọi là cái gì nhỉ? À, con này là Việt Hung. Đúng rồi. Hung. Rồi, con này là con 23. Con này em bán với giá là 1.750.000. 1.7 đi. Motor 3 pha các bác nhá. Nặng 27 cân. 100% là dây đồng. Dây đồng em bảo hành với các bác là đang còn sáng luôn. Đó, hôm qua chỉ vì con motor này mà em làm hư mất cây inverter của em. Đó, tại em xem chưa đâu có đâu cả. Đây là da em. Ôi dồi, nặng lắm. Da em nghịch hư mất. Rồi. Con 24 là một con motor cửa cuốn. Đây tụ tiếp của nó đây. Dây nhựa của nó đây. À, cái này thì là các bác mua về để làm gì? Để làm tời. Tời thì tuyệt vời. Rất nhiều người đặt. Hôm nay lại mới có. Rồi. Này thì em khai báo luôn là đang còn sống nhưng mà em không biết cắm làm sao cho nó chạy được. Đó, cái này các bác về các bác nhờ các anh điện dân dụng. Ở đây là số 24. Số 24 em bán với giá là 500k. Như cái loại này được trước em bán 400. Bây giờ nó đắt tại vì nó nặng. Em còn phải chuyển khoản, còn phải bao ship cho các bác nè. Giá bây giờ nó cũng lên rồi các bác biết là gì nè. Đồng điếc bây giờ nó lên buồn vụt. Rồi. Con 25 là một con đầu quạt công nghiệp. Đây số đây. Tí nữa em lắp cái bật vào. Dây đồng 100% các bác nhá. Đây nói các bác có tin không? Em mua được cái quạt hai, em mua hai đầu quạt công nghiệp, một con bằng thân nhôm rất đẹp. Đây. Các bác xem. Vỏ nhôm rất chi là đẹp luôn, nhưng mà khổ cái dây nhôm. Em phá luôn. Đây này, đang còn sáng quắc. Chưa hề cháy, chưa hề chiếc gì hết. Em phá luôn, xác định lỗ luôn. Dây nhôm là vứt mà rõ ràng hắn là vỏ nhôm đây này. Mà lại thành ra là dây nhôm, thế mới điền nhỉ. Mà cái quạt nó đẹp lắm các bác ạ. Rồi. Con này nặng. Rồi, con này là con 25. Bán với giá là 400k. Đấy, quay nhuyên cướp.
Các bác lên trên chỗ mà bán quạt kia các bác mua một cái cánh 150k. Thế là sao? Còn phần sau thì không nói thì các bác cũng biết làm chi này. Cái đó là thuộc vô kiểu là em yêu khoa học. Rồi. Kế tiếp. Một con máy hơi bót. Bo bo đi. Đấy. Chỉnh đây. Đây móc treo đây. Hai vòi. Đó. Chỉnh to nhỏ đây. Đang chạy đấy các bác ạ. Êm ru. Và một con quạt điện 12V. Quạt này, bác nhìn này. Quạt tản nhiệt của nó. Nhìn sợ chưa? À, đồng này. Đồng là mát này. Quạt sò này. Đấy, chạy máu không? Em rất thích. Đây. Nhôm tản nhiệt nhìn rất đẹp. Ra một con hai đồng hồ, ba vòi. Ở đây ba, hai bên đây vặn. Đã biết để làm gì. Và một con này điện 220. Ô, vẫn đang cắm điện. Rồi, ba con này. Ba con này là số 26. Em bán với giá là 250k. Rồi, ok. Đây, hôm nay em có mang ra một quả kích. Lâu lắm lại nay lại mới có con hàng này các bác ạ. Đây, đít nó đây. Hai ổ. Đó. Điện 12V các bác nha. Đây, đằng trước nó đây. Vinhan. Con này cực bền luôn. Điện 12V. Đây, một bình đây. Bác nhớ cắm đỏ đỏ là bên cộng nha, xanh bên trừ nha. Đấy, báo rồi đấy. Đây là chế độ sạc. Đấy, quạt tản nhiệt quay đấy, hai bên vỉ luôn. Đây các bác nhìn này, hai bên này, sò này. Bên đây y chang luôn. Đấy, quạt tản nhiệt quay này. Đấy, sò này. Rồi, bây giờ em cắm điện 220. Cắm cái chi được nhỉ? Chơi luôn con 370W này đi. Rồi, để gạt xuống, đang để cho độ sạc. Bình quá yếu. Quà quên ông sạc bình này. Nói chung là cái kích này là các bác cứ bỏ điện 12V thì nó ra điện 220. Còn cái nào còn không nhỉ? Rồi, đây, để em cắm cái chi được nhỉ? Cắm cái motor quạt đi. Nha.
cái bình cũng quảng cáo này. Nói chung con này nó nặng 14 cân. Bác nào mà có thiện chí mua thì để em sạc bình xong rồi em cho Zalo. À, con này là em bán 1,1 triệu. Con này là con 27. 1,1 triệu các bác nhá. Đây, 28 là con này, điện 12V. À, con này nhỏ khi được. Điện 12V. Điện ra 220. Bình quá yếu. Bình yếu không thể chạy được các bác ạ. Đó, nó kêu luôn á. Cái con này là em bao đang còn sống nhá. Đó, con này là em bán với giá là 200k thôi này. Nó đề 1.000 đây này các bác này. Con này là 28. 28. 200k. Rồi. 29 là một con bếp hồng ngoại các bác nha. Đấy. Thấp, cao. Cái này á, các bác bỏ nồi đất lên nấu cũng được nhá. Đó. Đó. Đây là con 29 các bác nhá. Đây là bếp hồng ngoại nhá. 29, con Panasonic đấy. 300k. Rồi, ok. Đây là con 30 này, là con sạc này. Đây có sạc này mà không chịu sạc này. Cắm điện 220 vào. Cái này sạc bình 30A lộn về các bác nhá. Đó. Rồi để đây để sạc luôn. Rồi con 30 này em bán với giá là 200k. Rồi, số 30 là cái sạc 200k các bác nhá. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại các bác nhá.